một pha kim chân con rất là tốt và dê đến độ rất là tốt, rất là ngưỡng mộ. Cái động tác trẻ lái rất là đẹp, rất là gọn gàng của một thí sinh học viên, cảm giác rất là tốt khi là một bạn học lái xe mà dê được như thế này, gọi là hiểu rất là tốt.